Chào tất cả các bạn. Mình sẽ tiếp tục nói là tại vì mình mới thấy được một cái những cái tấm hình mà các anh chị em ở trong nước á đang ngày hôm qua hiện tại bên này mình là sáng chắc là đã qua một ngày ở bên Việt Nam rồi, là mình thấy những cái anh chị em ở Hà Nội với lại Sài Gòn đã nhiệt liệt ủng hộ phản đối việc tăng giá xăng ở trong nước. Thì có những cái bạn như là Thảo Teresa, Bá Phương, Trịnh, Lê Hoàng và nhiều bạn khác nữa cầm những cái bảng hiệu mà để phản đối việc tăng giá xăng, tăng giá điện đó. Thì mình hoàn toàn ủng hộ điều này, các anh chị em hãy lan rộng ra. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà mình đang mình vừa mới xong cái video clip vừa rồi á, thì mình đã nhận được một cái tin nhắn của một người bạn ở trên Facebook. Anh đã viết một cái bài gửi vô và nói là nhất định phải đọc lên để ủng hộ tinh thần của các bạn và kêu gọi mọi người phải đứng lên phản đối việc tăng giá xăng, tăng giá điện. Thì mình sẽ đọc cái bài viết của anh nha, cái bài viết rất là hay. Xin chào tất cả mọi người, vì việc tăng giá xăng trong nước và giá điện thì mọi người sẽ có cuộc sống rất là khổ. Thì tôi cực kỳ ủng hộ các anh chị đã đóng góp rất nhiều công sức để mọi người tại Việt Nam sẽ có cuộc sống tốt hơn. Chúng ta sẽ không phải đóng thêm tiền xăng và tiền điện một cách bất hợp lý. Tôi cũng xin thông báo là Liên Hiệp Quốc đang rất quan tâm tới tình hình đàn áp nhân quyền của Việt Cộng và Liên Hiệp Quốc sẽ can thiệp và lên án mạnh mẽ nếu Việt Cộng vi phạm nhân quyền. Hiện tại thì đơn tố cáo vi phạm nhân quyền của Việt Cộng tại trụ sở Liên Hiệp Quốc có rất nhiều, nên chỉ cần bị tố cáo thêm là Việt Cộng sẽ bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt nặng nề trong các phiên họp tới đây. Ngoài ra, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump là người rất thẳng thắn. Sau khi trở thành tổng thống, ông Trump sẽ dùng luật đạo luật Magnitsky để trừng phạt và cấm vận kinh tế Việt Cộng, sẽ phong tỏa tài sản của Việt Cộng trên phạm vi toàn thế giới. Nếu chúng dám đàn áp biểu tình phản đối tăng giá xăng, giá điện lần này, ông Trump đã nói là làm, nên Việt Cộng đừng có giỡn mặt. Khi mất hết tài sản là sẽ hối hận không kịp. Thế giới đang rất ủng hộ người Việt Nam đấu tranh, Mỹ cũng đang quan sát cánh để giúp đỡ người Việt Nam đấu tranh cho quyền lợi của mình. Tôi mong muốn tất cả mọi người hãy cùng phản đối việc tăng giá xăng, giá điện bất hợp lý. Chúng ta phải đấu tranh cho chính quyền lợi của từng người và cả gia đình của chúng ta. Mọi người hãy cùng đưa thông điệp phản đối tăng giá xăng, phản đối tăng giá điện trên Facebook. Mọi người hãy dán thông điệp phản đối tăng giá xăng, phản đối tăng giá điện trên xe hơi, xe máy của mình. Mọi người hãy mặc áo có thông điệp phản đối tăng giá xăng, phản đối tăng giá điện. Đây là thời cơ tốt nhất của người dân Việt Nam. Mọi người hãy hành động để không phải trả thêm tiền xăng, tiền điện một cách vô lý. Thì đó là một bài viết của một người bạn vừa mới nhận được cái thông tin là giá xăng, giá điện ở trong nước tiếp tục tăng lên như vậy á. Thì anh đã gửi ra một cái bài viết như vậy. Thì mong mọi người hãy chung cùng nhau đứng lên để phản đối việc tăng giá xăng, tăng giá điện một cách rất là vô lý như vậy. Còn lúc mà tẩy chay Trung Cộng chào Đỗ Phi Thường hello. Thì cái bài video cái clip vừa rồi mình mới đăng ngày hôm nay á, thì có những cái comments đó nói là cho hàng tụi Hàn Quốc vô Củ Chi ở làm resort ở đó cũng đâu có sao, mua đất thì cũng được đền bù rồi giải tỏa đi chỗ khác ở. Tại ở Phú Yên cũng vậy, tại sao các anh chị em không có nghĩ là nếu mà những cái khu đất tốt được bị chính phủ Việt Nam thu lại rồi bán cho những cái nước khác, chẳng như Hàn Quốc hoặc là Nhật hay là Trung Quốc, nó lấy những cái khu đất tốt, người Việt mình nó sẽ đàn áp và nó đền bù một cái số tiền rất là nhỏ, rồi nó đẩy dân mình đi đâu, dân mình làm được cái gì mà sống? Các bạn có biết được cái chỗ ở cái ngày xưa sau năm 75 nó làm gì kinh tế, cái gì kinh tế, đại khái là nó sẽ đưa dân người Việt Nam của mình lên những cái vùng cằn cỗi rồi sống. Việt Nam mình làm sao mà có thể làm ra được những cái làm sao sản xuất được những cái thứ mà mình cần phải là sản xuất ra để mà sống được. Thành ra mọi người đừng có nghĩ là nó lấy đất nó bán cho tụi Hàn Quốc rồi nó bán cho tụi Nhật rồi dân mình sẽ được đền bù rồi được giải tỏa chỗ khác. Giải tỏa đi chỗ nào? Bây giờ những khu đất tốt thì nó đã lấy hết để nó bán cho nước ngoài, còn những cái khu đất cằn cỗi thì nó giao cho người dân sống, thì người dân Việt Nam sẽ sống bằng cách nào đây?
tại sao các anh chị không có suy nghĩ ra được điều đó mà nói là đền bù rồi dọn đi chỗ khác ở thôi. Tại sao khu đất của mình, nước của mình là những khu đất tốt thì lại bán cho người khác, còn những cái khu đất cằn cỗi thì người dân mình phải vô sống. Mình nhớ rồi, cái từ là khu kinh tế mới thì sau năm 75 nó đã đàn áp người dân rồi, nó đẩy dần người dân, có nhiều người phải ra khỏi thành phố, ra khỏi Sài Gòn mà ở để lên những cái khu kinh tế mới mà phải làm lại từ đầu, rồi sống không được, rồi sau đó sẽ lang thang thất thểu thôi. Bây giờ nó cũng lại sẽ dùng cái luật đó lại nữa, nó sẽ dùng cái khu mà kinh tế mới như vậy, nó làm lại cái đợt đó một lần nữa. Thành ra đừng có nghĩ là nó đền bù, nó giải tỏa cái khu mình đang ở là những cái khu đất rất là tốt, có thể trồng trọt, có thể sản xuất ra được lúa gạo mà sống, thì bây giờ đã biến thành những cái resort, những cái chỗ mà người ta sẽ không có làm, không có những cái nơi mà cằn cỗi thì không có còn làm được cái gì, thì người dân mình sẽ chuyển tới đó sống. Thì các bạn phải nên suy nghĩ được cái điều này nha. Xem không được hả? Xem không được thì chắc một hồi nữa anh phải coi lại, quá là tại vì em cũng không biết phải làm sao hết trơn á. Thì đó là lời nhắn gửi tới mọi người, hãy cùng nhau ủng hộ các bạn đã đứng lên phản đối việc tăng giá xăng, tăng giá điện, là tại vì đó là cuộc sống của mình, cuộc sống mình phải đối diện hàng ngày, là tại vì tăng một cách rất là vô lý như vậy á, là chứng tỏ chính phủ Việt Nam đã cạn kiệt về tiền bạc và ngân khố trong rồi. Thành ra nó cướp một cách trắng trợn như vậy, chứ không phải nó tăng một cách bình thường đâu, mà nó đã cướp tiền, túi tiền từ người dân đó. Thành ra mọi người hãy ủng hộ, thấy những cái bạn trẻ đã cầm những cái biểu ngữ mà đưa lên là phản đối tăng giá xăng, tăng giá điện ở trên Facebook á, thì các bạn hãy cùng nhau ủng hộ với các bạn đó, là tại vì không phải các bạn phản đối cho các bạn không đâu, mà phản đối cho toàn người dân ở trong nước Việt Nam hiện tại, thì toàn người dân của chúng ta phải cùng nhau phản đối và chung tay lại với các anh chị em. Mình cũng có một cái ý kiến gì, các bạn có thể in, mình có đã post lên trên Facebook của mình đó, là cái tấm hình mà phản đối tăng giá xăng đó, thì có thể mình in ra áo mình mặc đi mỗi ngày, rồi những cái đó sẽ làm cho những cái cuộc mà mọi anh chị em trong nước có, mình nghĩ nó không thể nào mà đàn áp được, là tại vì mình chỉ phản đối tăng giá xăng, tăng giá điện thôi mà, cái đó là cuộc sống bình thường của mình thì không thể nào mà nó phản đối được hay là nó đàn áp mình được. Mình đâu có chống đối cái đảng hay là cái đảng phái nào đâu, đâu có nói xấu chính phủ đâu, mình chỉ phản đối một cách rất là hiện thực là cuộc sống hàng ngày của mình thôi. Thì đó là lời nhắn nhủ tới một người bạn đã thấy được những cái cảnh trong nước, những cái dịch, những cái phí mà đã tăng lên một cách rất là ngạc nhiên như vậy, rồi những cái bạn đã đồng loạt đứng lên, thì mình mong là chúng ta hãy ủng hộ các bạn, vì nên nhớ nếu mà cuộc sống của một hai người á bị ảnh hưởng thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, mà này là toàn dân Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ vì tăng giá điện, tăng giá xăng như vậy thì cuộc sống của các bạn trong năm 2017 này sẽ rất là khó khăn. Thành ra chúng ta hãy đồng loạt đứng lên để mà ủng hộ, cùng nắm tay lại ủng hộ với nhau để mà làm cho tụi nó giảm bớt những cái chi phí rất là vô lý như vậy. Xin gửi tới các bạn một ngày rất là an lành. Bye. Chúng đi buôn buôn tước buôn quyền, chúng đi buôn cho nước đảo điên, chúng đi buôn buôn núi buôn non, buôn tủi hận buôn cả giang sơn. Chúng đi buôn buôn sắc buôn sầu, chúng đi buôn nước mắt lòng đau, chúng đi buôn thân xác xanh xao, buôn đời mình buôn cả thâm sâu. Chúng đi buôn buôn bến buôn bờ, chúng đi buôn ánh mắt trẻ thơ, chúng đi buôn tiếng khóc đơn sơ cho đời càng gian khổ cam go. Rồi một mai em lên non cao trông về xa núi giang ngập sâu, nhưng thành phố chen chúc vui đâu, nơi kiếp người chinh phục.
cho mặc người ai thờ ai than. Chúng đi buôn giấy phép văn bằng, chúng đi buôn công lý với lòng nhân, chúng đi buôn buôn nghĩa buôn danh, buôn sự thật buôn cả lương tâm. Còn ngày mai chúng đi buôn chia chác sang giàu, chúng đi buôn lừa dối gạt nhau, chúng đi buôn cho mắt thêm sâu, nỗi khổ này sẽ còn bao lâu. Chúng đi buôn buôn tước buôn quyền, chúng đi buôn cho nước đảo điên, chúng đi buôn buôn núi buôn non, buôn cả giang sơn. Chúng ăn vuông ăn méo ăn tròn, chúng ăn to ăn mẹ còn con, chúng ăn trên ăn dưới